Mời quý vị và các bạn tiếp tục cập nhật những tin tức đang được quan tâm cùng chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Thầy trò cả nước rộn ràng bước vào năm học mới. Ấm lòng bếp ăn từ thiện hỗ trợ bệnh nhi ung thư của người phụ nữ ở thành phố Hồ Chí Minh. Kho hàng của một công ty điện tử ở thành phố Hồ Chí Minh xảy ra cháy lớn lúc nửa đêm. Nguy hại khi lạm dụng vitamin A liều cao là nội dung được đề cập trong lời cảnh báo trưa nay. Điều tra vụ cửa hàng ở Tiền Giang bị lấy trộm nhiều điện thoại, máy tính. Sáng nay, lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 được tổ chức đồng loạt ở các trường học trên cả nước trong không khí vui tươi, rực rỡ cờ hoa. Từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi, hải đảo, học sinh các cấp học trong cả nước đã háo hức đến trường sau kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9, bắt đầu một năm học mới. Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lễ khai giảng ở các trường học tổ chức ngắn gọn, đảm bảo trang nghiêm. Các hoạt động trong phần lễ gồm chào cờ, hát quốc ca, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đọc thư của Chủ tịch nước nhân dịp năm học mới và đánh trống khai trường. Đặc biệt, thay vì để học trò ngồi nghe các báo cáo thành tích hay chỉ đạo của lãnh đạo, nhiều trường học trên cả nước đã sáng tạo các hoạt động mới lạ với tinh thần lấy học trò làm chủ thể của buổi lễ, tạo cho các em không khí vui tươi, phấn khởi để lưu lại những ký ức đẹp về ngày khai trường. Học sinh được tham gia vào các hoạt động thể thao, trò chơi vận động, hoạt động phát triển thẩm mỹ, trò chơi dân gian thì biểu diễn tài năng. Với chủ đề đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, năm học 2023-2024 được ngành giáo dục xác định là một năm trọng tâm của quá trình đổi mới, khó khăn nhiều nhưng cũng hứa hẹn rất nhiều thành tựu ở phía trước. Thưa quý vị và các bạn, căn bệnh ung thư đã cướp đi đứa con gái nhỏ của chị Phạm Nguyệt Linh, ngụ tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Từ ước nguyện của cô bé, chị đã lập nên bếp ăn từ thiện để có thể giúp đỡ cho những bệnh nhi cùng thân nhân trên hành trình vượt qua bệnh tật. Bằng tất cả tâm sức và tấm lòng của mình, chị Phạm Nguyệt Linh đã lập nên bếp cơm không đồng để giúp đỡ các bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2. Bếp cơm nằm trong căn nhà nhỏ ở hẻm 17, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức. Đều đặn mỗi tuần 3 ngày, tờ mờ sáng chị Linh đã dậy để chuẩn bị nguyên vật liệu, sơ chế thực phẩm. Sau khi hoàn thành các phần ăn, chị nhanh chóng mang đến bệnh viện để các bệnh nhi kịp giờ ăn. Ban đầu chỉ có một mình làm mọi thứ, từ số lượng 50 phần ăn. Đến thời điểm hiện tại, những người hàng xóm biết được việc làm ý nghĩa đã đến phụ giúp chị. Lượng ăn cũng dần nhiều hơn, có ngày lên đến 400 phần. Bếp ăn đã duy trì hơn 6 năm, được rất nhiều mạnh thường quân giúp đỡ cũng như các bạn trẻ tình nguyện. Bên cạnh đó, bếp cơm cũng đón nhận được những tình cảm, sự sẻ chia của mọi người xung quanh. Nhờ đó mà chị Linh cũng đã có thêm động lực để mở thêm nhà lưu trú cho các bệnh nhân ung thư. Hiện tại, nhà có 21 phòng làm chỗ ở cho bệnh nhi và người thân. Lúc đầu thì chị nghĩ là một mình chị làm thì chị làm khoảng 50-100 phần cơm thôi. Để duy trì được bếp cơm này thì chị phải đi xin kinh phí, vận động. Có những lúc mà xin không đủ thì mình cũng bù thêm tiền nhà ra để mình nấu. Từ bếp ăn từ thiện này, chị Linh cùng những người đồng hành mong muốn lan tỏa thông điệp yêu thương đến tất cả mọi người. Mong rằng bếp ăn từ thiện và nhà lưu trú sẽ giúp đỡ nhiều người bệnh khi có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các em và gia đình có thêm động lực, niềm tin trên hành trình vượt qua bệnh tật. Tối qua trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định xảy ra mưa dông lớn sau nhiều ngày nắng gắt gây sụt lún trụ điện. Điểm sụt lún trụ điện gãy đổ cây cối trên dãy hè đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Quy Nhơn. Người dân ở gần đó cho biết có 2 điểm sụt lún. Điểm sụt lún có trụ điện bị đổ sâu khoảng 3m đến 4m. Phần sụt trên dãy hè đã lan rộng ra ngoài mặt đường khoảng chừng 1m, dài từ 4 đến 5m. Các ống nước bản hiệu ngăn cách của dự án chung cư Phú Tài 2 cũng bị sụp xuống hố. Các ngành chức năng đã đến hiện trường đặt biển cảnh báo khắc phục sự cố. Sáng nay, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại một kho chứa hàng
thuộc một công ty điện tử nằm trên đường Nơ Trang Long, phường 12. Khoảng 23 giờ 30 phút tối qua, đám cháy bùng phát từ kho hàng nằm cách cổng công ty điện tử hàng trăm mét. Lúc này bảo vệ và người dân phát hiện cháy liền hô quán, dùng các biện pháp dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Nhận tin báo, công an phường 12 nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ dập lửa. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Bình Thạnh đã điều động 3 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau khoảng 15 phút tiếp cận, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được điều tra thống kê. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết thành phố ghi nhận thêm 1.129 ca mắc sốt xuất huyết và 66 ổ dịch chỉ trong một tuần. Dự báo tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp trong các tuần tới. Trong đó thì Đống Đa, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm là những quận có nhiều bệnh nhân nhất trong tuần. Ngoài ra cũng ghi nhận thêm 66 ổ dịch tại 21 quận huyện thị xã. Trước tình hình đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội yêu cầu Trung tâm Y tế các quận huyện thị xã tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca mắc tại cộng đồng và các cơ sở y tế đã được phân cấp, đồng thời rà soát, xác minh, cập nhật thông tin ca bệnh trên hệ thống phần mềm để xử lý ổ dịch kịp thời, hạn chế lan rộng, đặc biệt là phát hiện sớm ca bệnh tại cộng đồng nhằm tránh các biến chứng và tử vong. Thưa quý vị và các bạn, vitamin A là một chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể. Vì vậy mà nhiều người đã tự ý bổ sung bằng việc mua trên các trang mạng xã hội về dùng. Ngoài việc có thể gặp phải hàng giả, thì việc bổ sung vitamin A liều cao không thông qua chỉ định của bác sĩ có thể dẫn đến nhiều hệ lụy đáng tiếc cho sức khỏe. Và để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi lời cảnh báo ngay sau đây. Vitamin A là một trong những vi chất dinh dưỡng cần thiết. Những tác dụng của vitamin A có thể kể đến như bảo vệ niêm mạc mắt, niêm mạc khí quản, bổ sung miễn dịch và tính chống oxy hóa. Nhận thấy những công dụng từ vitamin A mang lại lợi ích cho cơ thể, nhiều người có suy nghĩ là bổ sung vitamin A càng nhiều thì càng tốt. Vì vậy hiện nay, vitamin A liều cao đã được rao bán rất nhiều trên các trang mạng. Nhiều người cho rằng vitamin A liều cao dùng cho trẻ em, người già, người có bệnh lý về mắt, khô mắt đều được. Thậm chí nhiều người còn tìm mua với mục đích bổ sung vào cơ thể để làm đẹp. Tôi thấy da tôi dạo gần đây bị khô hay bong chóc. Tôi có nghe người quen nói là uống vitamin A liều cao thì da sẽ đẹp hơn, chống lão hóa. Nên tôi có tìm mua trên mạng với giá là 20.000 đồng một viên. Tôi cho rằng là những cái tràn lan đấy thường thì tôi không nhất là về thuốc hay là cái gì đưa vào cơ thể là tôi không có tin trên mạng. Cái đó thì theo tư vấn của bác sĩ, nhất là đối với trẻ nhỏ mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Vitamin A đã liều cao rồi mà bán mà trên tràn lan trên mạng xã hội nữa thì mình cảm thấy nó rất là nguy hiểm. Vitamin A liều cao được sản xuất với hàm lượng lần lượt là 100.000 IU và 200.000 IU. Tùy theo trường hợp về độ tuổi, giới tính mà bác sĩ sẽ chỉ định cho từng đối tượng dùng liều lượng thích hợp. Việc dùng vitamin A liều cao không theo chỉ định của bác sĩ mà mua tại các trang mạng thì hoàn toàn không nên. Hiện tại chương trình quốc gia đã phổ rộng xuống các việc bù vitamin A và họ có hai cái đối tượng để bù vitamin A mà một năm hai lần. Là thứ nhất dành cho các bà mẹ sau sanh và cái thứ hai là dành cho trẻ từ 6 tháng cho tới 3 tuổi. Thì họ đã cho bù với liều từ 100.000 cho tới 200.000. Đối với những đứa trẻ nhỏ đó thì cần khoảng 1.000, những đứa trẻ lớn á thì cần khoảng 2.000. Những cái đứa trẻ mà tuổi dậy thì á thì cần khoảng 3.000 IU cho một ngày. Một cái viên vitamin A hiện tại mà đang bán trên thị trường là 5.000 IU. Việc lựa chọn một cái sản phẩm vitamin A mà nó tốt á thì phải là cái người chuyên ngành họ mới rõ được. Dinh dưỡng bổ sung cho cơ thể là thiết yếu, nhưng bất kỳ chất nào cũng cần có một liều lượng đủ cho từng người. Vì vậy, kể cả người lớn, trẻ em hay người già, khi tự ý và lạm dụng sử dụng vitamin A liều cao sẽ gặp nhiều nguy cơ về sức khỏe. Người bán có hướng dẫn tôi uống thường xuyên mỗi ngày một viên thì da sẽ cải thiện dần. Họ nói là vitamin A chỉ là chất dinh dưỡng thôi nên uống lâu dài không có vấn đề gì. Sau khi tôi uống được 3 tuần thì thấy da bị vàng và có cảm giác khó chịu nên tôi không uống nữa. Đối với lại những người mà làm đẹp, nếu như mình thiếu vitamin A thì da mình nó dễ bong tróc. Nhưng khi mà mình sử dụng dư liều quá thì da mình bị khô. Và mình không biết là mình
cái da của mình đang bị khô và đang bị bong tróc là nó do thiếu hay do thừa. Và cứ vậy mình cứ uống và mình không biết là mình đang bị biến chứng là do thừa chứ không phải do thiếu. Và mọi người cũng hiểu rằng là vitamin A là một vitamin tan trong béo. Vì vậy trong một chế độ ăn nó phải có chất béo thì nó mới giúp cho việc hấp thu các vitamin A và tiền chất vitamin A được tốt. Cho nên các chị mà nếu mà có giảm cân á, mà kiêng béo hoàn toàn á, thì cái này thì là một vấn đề cần lưu ý. Khi mà mình dùng vitamin A mà liều cao cho một cái đứa trẻ đó, mà đặc biệt là đứa trẻ dưới 5 tuổi á, thì chúng ta thường hay thấy sốt cao co giật ở trên những đứa trẻ đó là do cái hệ thần kinh của trẻ nó chưa có điều khiển được cái nhiệt độ tốt và nó cũng chưa điều hòa được, thì nó có thể để lại hậu quả về sau. Và đối với người lớn tuổi thì lại càng nguy hiểm. Tại vì khi mà mình dùng vitamin A liều cao á, bên người lớn tuổi nó có bị đau khớp đi kèm nữa. Rồi mình lại nghĩ là người lớn tuổi đau khớp này có là đau khớp là do tuổi già sức yếu, chứ mình không nghĩ rằng vitamin A có góp phần trên đó. Đối với cơ thể thiếu vitamin A, chúng ta cần tham vấn các bác sĩ dinh dưỡng để có một liều lượng đủ bổ sung cho cơ thể, tránh tình trạng lạm dụng dẫn đến ngộ độc và các hệ lụy biến chứng về sau. Vitamin A là có thể trữ liều được. Thì mình có cần phải uống không? Khi nào mình quyết định uống thì mình phải được xét nghiệm hoặc tham khảo bởi các bác sĩ chuyên ngành dinh dưỡng hoặc các bác sĩ chuyên về nhi khoa. Họ thẩm định được cái bữa ăn của mình và họ thực sự thấy thiếu thì lúc đó mới khuyến nghị. Và họ cũng thấy các triệu chứng của thiếu vitamin A thật là rõ ràng và xét nghiệm cũng thiếu thì mới bù. Còn lại ở các trường hợp khác á, thì chế độ ăn hoàn toàn có thể cung cấp được. Tôi nghĩ rằng cái việc mà chế độ ăn mình chỉ cần đa dạng và đạt đúng cái mô hình mà công thức của Viện Dinh dưỡng Quốc gia khuyến nghị cùng với Bộ Y tế khuyến nghị. Theo đó, chúng ta có thể bổ sung vitamin A trong các loại thực phẩm như các loại dầu cá. Ngoài ra, chúng ta có thể bổ sung tiền chất của vitamin A là beta-carotene, có trong các loại rau xanh, các loại rau củ quả có màu cam đậm, màu vàng đậm. Mỗi ngày, một người trưởng thành cần ăn khoảng 100 gram rau và khoảng 300 gram trái cây, kèm với sự cân đối lượng cơm và đồ ăn. Tránh việc tự ý mua vitamin A trên mạng về sử dụng để rồi gặp phải những hệ lụy đáng tiếc. Tiếp tục chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay là các thông tin đáng chú ý sau. Người chăn nuôi heo thận trọng tái đàn vụ Tết. Điều tra vụ cửa hàng ở Tiền Giang bị lấy trộm nhiều điện thoại, máy tính. Từ nay đến ngày 9 tháng 10, Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2023 trên địa bàn thành phố. Việc kiểm tra đặc biệt tập trung vào bánh trung thu, sản phẩm được sử dụng nhiều trong dịp này. Việc kiểm tra nhằm kiểm soát, bảo đảm an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Trung thu năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là các sản phẩm, nhóm sản phẩm sử dụng nhiều trong dịp Tết Trung thu như bánh trung thu, bánh mứt, kẹo, trà, bia, rượu, nước giải khát, các sản phẩm từ bột và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua kiểm tra cũng sẽ đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, hạn chế, ngăn ngừa các sự cố về an toàn thực phẩm, góp phần làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng. Sức mua thịt heo dịp Tết thường cao hơn từ 10 cho đến 20% so với ngày thường. Vì vậy mà thời điểm này, người chăn nuôi và các doanh nghiệp đang chuẩn bị tái đàn, từng bước tăng năng lực cung ứng thịt cho tiêu dùng của năm. Và việc tái đàn năm nay diễn ra trong bối cảnh là giá thịt heo vẫn bấp bênh, biến động, chưa kể là ảnh hưởng từ tình trạng heo nhập lậu qua biên giới. Nên việc để tái đàn, tăng đàn đạt năng suất, hiệu quả, cần những bước đi thận trọng phù hợp. Những ngày qua, người chăn nuôi ở huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai tất bật sửa sang chuồng trại, chăm sóc đàn heo chuẩn bị tái đàn. Nếu như đầu năm, chăn nuôi gặp khó do biến động giá đầu vào, thì từ quý 2 trở đi, giá heo bắt đầu tăng lên, tình hình khả quan hơn. Dù vậy, để tái đàn hiệu quả, người chăn nuôi vẫn nhiều nỗi lo. Tôi mong muốn giá cám giảm để chăn nuôi hiệu quả và giảm thiệt hại.
Cuối năm, sức tiêu thụ mặt hàng thịt heo sẽ tăng từ 10 đến 20% so với ngày thường, dẫn tới nhu cầu tăng đàn. Mặc dù năm nay giá cả bấp bênh và sức mua khó dự báo, song các trang trại doanh nghiệp chăn nuôi vẫn chủ động tăng đàn để chuẩn bị nguồn cung từ sớm. Chúng tôi đang xây dựng rất là nhiều các cái trang trại công nghệ cao hiện đại và đang đưa vào sử dụng. Cái sản phẩm heo thương phẩm, heo thịt được bán ra thị trường vào cuối năm cũng rất là lớn. Dự kiến là cuối năm này chúng tôi sẽ trong tổng cái sản lượng mà bán ra trong 2023 này của chúng tôi là khoảng 400.000 con. Và đặc biệt nó rơi vào quý 4. Từ đầu năm đến nay, tổng đàn heo cả nước tăng khoảng 2,5%, sản lượng thịt hơi tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Ước đạt 2,3 triệu tấn nhờ vào các biện pháp khuyến khích chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Tuy nhiên, chăn nuôi heo vẫn đối mặt nhiều khó khăn do giá cả bấp bênh và heo nhập lậu qua biên giới. Để đảm bảo nguồn cung thịt heo cho cuối năm, ngành nông nghiệp tiếp tục phát triển nguồn giống năng suất, chất lượng cao, hệ số tiêu tốn thức ăn thấp, xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ chế biến thức ăn để ổn định đầu vào. Sẽ phát triển chăn nuôi công nghiệp, an toàn sinh học và an toàn thực phẩm đến người tiêu dùng. Những cái trang trại, những cái cơ sở mà chăn nuôi, thứ nhất là phải đảm bảo về vấn đề an toàn về dịch bệnh, thứ hai là bảo đảm an toàn về thực phẩm. Với quy mô đàn lợn 24,86 triệu con, đàn gia cầm 500 triệu con, đàn trâu bò là gần chục triệu con, chúng ta yên tâm với cái đà tăng trưởng này thì thực phẩm trước, trong và sau Tết sẽ ở mức giá ổn định và có hiệu quả cho người chăn nuôi. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng sẽ tăng cường giám sát tình hình giết mổ, vận chuyển, nhập lậu heo, không để ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu thụ trong nước, nhất là vào cao điểm phục vụ thị trường Tết. Trên quốc lộ 50, đoạn qua địa bàn xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải. Hậu quả vụ tai nạn làm hai người thương vong, phương tiện bị hư hỏng sau tai nạn. Xe máy mang biển kiểm soát Tiền Giang do một nam thanh niên điều khiển chở theo nam thanh niên khác trên xe, lưu thông trên quốc lộ 50, hướng đi từ thành phố Mỹ Tho về huyện Chợ Gạo. Trong lúc xe đang đi qua đoạn ấp Phong Thuận, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, thì nam thanh niên điều khiển phương tiện vượt qua một xe máy khác, rồi bất ngờ va chạm với xe ô tô tải cũng đang lưu thông cùng chiều phía trước. Cú va chạm làm hai thanh niên cùng phương tiện ngã xuống đường, một người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Kẻ trộm dở la phong đột nhập vào cửa hàng FPT ở Tiền Giang lấy đi số tài sản trị giá hơn 700 triệu đồng. Tuy nhiên, đối tượng chưa kịp tẩu tán tài sản thì đã bị phát hiện nên đành bỏ của chạy lấy người. Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 3 tháng 9, quản lý cửa hàng điện thoại di động FPT ở thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nhận được điện thoại thông báo cửa hàng có trộm. Quản lý gọi điện thoại trình báo cơ quan công an. Khi lực lượng công an đến hiện trường thì đối tượng đã tẩu thoát. Quản lý kiểm tra phát hiện mất 24 điện thoại di động, 3 máy tính xách tay, tổng tài sản thiệt hại trị giá hơn 700 triệu đồng. Công an huyện Châu Thành đã phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, phát hiện cặp vách cửa hàng có một máy tính xách tay, trên mái tôn có hai túi vải, một túi bên trong có 24 điện thoại, hai máy tính xách tay cùng một sợi dây dù. Trích xuất camera an ninh, cơ quan chức năng phát hiện có đối tượng đeo khẩu trang đã dỡ la phong của cửa hàng rồi đu dây vào bên trong để trộm cắp tài sản. Vụ việc đang được công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra làm rõ. Thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Công an huyện Hương Khê vừa bắt giữ hai đối tượng về các hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 3.100 viên ma túy. Mới đây, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Văn Đạm, 43 tuổi, trú tại xã Giao Phố, huyện Hương Khê, đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 6 túi ni lông, bên trong có 1.100 viên nén màu hồng và màu xanh. Đối tượng khai nhận các viên nén chứa trong các túi ni lông nói trên là hồng phiến, mua của một người đàn ông trú tại địa bàn tỉnh Quảng Trị. Mở rộng điều tra, Công an huyện Hương Khê xác định đối tượng bán ma túy cho Đạm là Trương Đình Bôn, 44 tuổi, trú tại phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Quá trình thực hiện lệnh giữ người, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê đã phát hiện và thu giữ trong túi quần của Bôn 10 túi ni lông, bên trong có khoảng 2.000 viên nén màu hồng và màu xanh.
Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Đến với tỉnh Đắk Lắk trong thời gian này thì du khách không thể bỏ qua một điểm đến mang đậm bản sắc văn hóa của người Ê Đê với hàng chục ngôi nhà dài được gìn giữ, kèm theo đó là những hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa hấp dẫn. Đó chính là Buôn A Cô Thôn, điểm đến nằm giữa thành phố Buôn Ma Thuột. Buôn A Cô Thôn được mệnh danh là buôn giàu đẹp nhất tỉnh Đắk Lắk, không chỉ bởi sự giàu có về mặt vật chất, mà nơi đây còn mang đậm bản sắc văn hóa được đồng bào Ê Đê gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đến đây, du khách có thể tìm hiểu về những ngôi nhà dài và chế độ mẫu hệ đặc trưng của người Ê Đê. Mình tới đây mình cảm thấy không gian, thứ nhất là không gian, thứ hai là cuộc sống sinh hoạt họ tập trung hết tại một chỗ này. Rồi và mình cũng tìm hiểu tại sao cái nhà nó càng ngày càng dài như thế này. Đầu tháng 3 vừa qua, buôn A Cô Thôn đã được công nhận là buôn du lịch cộng đồng đầu tiên của tỉnh. Nhiều chương trình quảng bá giới thiệu đã giúp nơi đây thu hút thêm lượng lớn du khách mỗi khi đến với tỉnh Đắk Lắk. Hàng chục năm trước thì buôn đã được định hình thành cái buôn du lịch cộng đồng. Nhưng đến thời gian vừa qua thì buôn là được công nhận là buôn du lịch cộng đồng. Và các cái chính sách để hỗ trợ cho buôn, cái thứ nhất là về cái đầu tư, về tôn tạo, phục dựng lại các cái nhà dài ở buôn và tổ chức các cái chương trình sinh hoạt, các cái nghi lễ tại buôn này. Thời gian qua, sự quan tâm đầu tư của chính quyền địa phương, các tuyến đường phố tại buôn A Cô Thôn đã được xây dựng khang trang. Người dân được tập huấn kỹ năng nghề và xây dựng sản phẩm du lịch, bảo vệ môi trường. Tại buôn đang có 32 căn nhà dài truyền thống đang được gìn giữ, được xem như những báu vật của thôn, được cải tạo để phục vụ du lịch. Tuy nhiên, vẫn còn một số gia đình tại đây chưa đủ điều kiện kinh tế để nâng cấp, cải tạo nhà dài hiện có. Khách có nhu cầu họ tới thăm, không phải riêng cái nhà của nhà già làng đây, nhà buôn trưởng họ thích, những nhà khác có tới. Nhưng hiện tại là những cái hộ là họ chưa có điều kiện để phục dựng, cho nên là các anh phải rất là cần cái sự hỗ trợ của sở, của tỉnh. Với vẻ đẹp, sự yên bình của buôn trong lòng thành phố, buôn A Cô Thôn sẽ là điểm nhấn quan trọng trong các sản phẩm du lịch của thành phố Buôn Ma Thuột nói riêng và của tỉnh Đắk Lắk nói chung. Địa phương đang tiếp tục triển khai những giải pháp để ngành du lịch tại đây phát triển bền vững, tiếp tục gìn giữ phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương để thu hút du khách. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Người Đưa Tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.